hai các bạn nha, mình là Quỳnh Trang, xe máy nhập khẩu ra Tân Tạo đây. Và hôm nay là Trang sẽ cập nhật cho top 5 hai dòng xe là Winner V3 và một là dòng E150 ha. Thì hôm nay Trang sẽ báo giá, hỗ trợ cho các bạn cách thức trả góp. Và nếu mà anh chị trong quá trình em xem video của Trang á, nếu mà có nhu cầu mua xe, mình có thể lưu lại số điện thoại của Trang ngay là 036 2973 808 nha anh chị, để Trang hỗ trợ và tư vấn cụ thể luôn cho anh chị dễ lựa ha. Thì đối với dòng Winner V3 thì hiện tại giá xe chỉ rơi vào tầm khoảng là từ 35 tới 37 triệu thôi nha. Và cái con mà Trang đang quay cho các bạn ở đây là phiên bản màu xanh tím 3D, tức là bên Trang hỗ trợ sơn lên đó mọi người. Thì nó sẽ có hai phanh thắng cho mình lựa chọn luôn ha. Thì Trang đang quay cho các bạn ở đây là phanh ABS nha. Thì phanh thường và ABS nó sẽ chênh lệch tầm khoảng từ 2 triệu, cho nên là anh chị cứ tính giúp em ha. Còn màu sơn thì tùy theo mình muốn sơn màu gì, Trang sẽ hỗ trợ lên màu đó cho các anh chị luôn. Và bên Trang có hỗ trợ là đặt màu sơn theo yêu cầu tầm khoảng là từ 2 tới 4 ngày thì sẽ có màu sơn ưng ý cho anh chị luôn nha. Vì xe trong bên Trang hiện tại cũng đang cho trưng rất là nhiều những phiên bản 3D, nếu mà anh chị mà gần cửa hàng có thể ghé qua cửa hàng bên Trang tham khảo trực tiếp luôn cho dễ nha. Tới với dòng xe này thì phân khúc 150 ha của hãng Honda này các bạn, cho nên là những cái dòng xe này khi mình mua thì mình cũng rất là dễ bảo hành nha. Và những cái màu xe mà bên Trang hỗ trợ sơn lên như thế này thì bên Trang cũng sẽ có bảo hành kèm theo xe. Ví dụ xe mình được bảo hành trong vòng 3 năm thì những cái màu sơn Trang sẽ hỗ trợ các bạn tầm khoảng từ 1 tới 2 năm tùy theo màu mà anh chị lựa chọn ha. Và những cái phiên bản này mình trả trước cũng rất là thấp, giúp Trang tầm khoảng là từ 3 tới 5 triệu trở lên thì anh chị có thể sở hữu được một em tay con phân khúc 150 như thế này rồi ha. Đối với dòng Winner V3 phiên bản mới thì Trang thấy là đang có nhiều chức năng rất là hay luôn nha. Vì nó đã sử dụng khóa Smart Key và đã có cổng sạc điện thoại ở đây. Trong quá trình các mà anh chị mình đang đi đường nè, mình điện thoại hết pin thì mình có thể sạc tạm thời giúp em được luôn nha. Tức là những cái hỗ trợ công nghệ mới thì nó đã áp dụng lên dòng xe này rồi, cho nên là anh chị cũng dễ lựa chọn ha. Thì qua dòng E150 thì Trang thấy là cái dòng này thì nó kiểu như là nó theo phong cách cũ á mọi người. Thì nó vẫn sử dụng khóa chìa phân khúc 150 và thiết kế rất là nhỏ gọn luôn. Thay vì phiên bản mới nó ra bản 155 thì bên cạnh đó anh chị còn một số người vẫn thích đi dòng 150 hơn. Trang có tham khảo một số anh chị á, thì anh chị bảo là cái dòng xe này chạy mượt hơn á mọi người. Tuy là phân khúc 150 nhưng mà anh chị vẫn thích dòng xe này hơn. Đối với dòng xe này, xe Taycan 150 thì giá xe sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 42 tới 44 triệu nha anh chị. Và dòng xe này khi mình mua trả góp thì trả trước giúp Trang tầm khoảng là từ 5 triệu trở lên ha. 4 triệu cũng được nha, tùy theo mình ở khu vực. Ví dụ như mình ở khu vực thành phố thì sẽ thanh toán cho giúp Trang tầm khoảng từ 5 triệu trở lên cho dễ đậu hồ sơ. Còn như huyện tỉnh thì tầm 4 triệu là mình có thể sở hữu được em này rồi nha. Cái em này là Trang quay cho các bạn là màu xanh quân đội, tức là màu zin của nhà máy ha. Thì nó sẽ có hai phiên bản cho anh chị lựa chọn luôn, vừa dòng zin của nhà máy và vừa màu 3D luôn nha. Và khóa thì khóa chìa ha. Trang thấy là cái phiên bản E150 thì nó đã ra bản 2023, nhưng mà cái cấu xe nè và chìa khóa thì Trang thấy nó vẫn giữ nguyên cái nét cũ á anh chị. Cho nên là nếu mà anh chị nào mình không thích sử dụng khóa Smart Key á, mình muốn tham khảo những cái phiên bản mà nó đơn giản một xíu thì có thể thử đoạn em này nha. Tại vì Trang thấy là em này đánh giá cũng rất là cao về cái bộ máy và cái mã lực của nó á, thì rất là ok ha. Và hai dòng xe này thì hiện tại là bên Trang đang có đủ màu cho anh chị tham khảo luôn nha. Ví dụ như mà bây giờ mình muốn tham khảo những cái màu khác thì có thể các bạn Zalo với Trang theo số điện thoại trên màn hình nha. Trang sẽ gửi tất cả các bản màu qua cho anh chị dễ tham khảo hơn. Và nhớ đăng ký kênh Top 5 luôn nha, để khi mà các bạn mình có thể ghé qua cửa hàng mua xe, liên hệ cho Trang trước thì mình sẽ được giảm giá xe, giảm giá phụ kiện và ngoài ra là sẽ nhận được bồ quà tặng nữa nha anh chị. Trang xin kết thúc video ở đây nha. Nếu mà anh chị nào muốn Trang quay những cái dòng xe khác thì có thể comment hoặc là bình luận ở dưới, Trang sẽ hỗ trợ quay và báo giá cụ thể luôn cho anh chị dễ tham khảo nha. Bye.